Vâng, kính thưa quý vị của chương trình ẩm thực KDHL, hôm nay cũng lại thêm món dễ dùng nhất trong gia đình của mình. Bảo đảm là món này là tất cả người Việt của mình đều sẽ rất là thích. Người Việt của mình xứ ở hải ngoại thì lâu lâu vẫn ăn món này, nhưng mà đôi khi ở trong địa phương thì lại ăn nhiều hơn, nhưng với ở hải ngoại thì lại ít hơn. Nhưng vì khi làm như vậy thì cái mùi mắm ruốc nó rất là nồng nàn cho cái nhà, và một cái mùi rất là nồng nàn, nên là quý vị nào phải thích lắm thì mới ăn được. Hôm nay Kỳ Diễm sẽ làm món mắm ruốc xào sả ớt, quý vị nhé, mắm ruốc xào sả ớt ba rọi. Và đây là những đồ gia dụng mà để những cái đồ để mà có thể làm ra cái món đó. Thì đây là gồm có những cái ớt mễ nha, Kỳ Diễm xào thêm cái ớt mễ. Và đây là có tỏi và hành được xay nhuyễn. Tùy theo cái số lượng nhiều hay ít theo quý vị, thì Kỳ Diễm thì đo theo cảm tính và nếm theo cái sở thích của mình. Và từng cái miền của mình đậm quá, nặng, mặn hơn, ngọt hơn, vân vân. Nhưng mà nên là Kỳ Diễm không có cái liều lượng chính xác. Kỳ Diễm là nấu theo cái cảm hứng, cái thích, cũng như số lượng nhiều người ăn hay ít, thì tùy theo cái đo lường của mình. Thì nói chung là những cái đồ dùng của đó gồm có ớt mễ, và đây là tỏi xay với cái nhân hành xay, và đây là ba rọi được cắt nhỏ nha, ba rọi có mỡ và cắt rõ. Và đây là, và còn đây là sả, sả bằm nhuyễn quý vị nhá, sả bằm nhuyễn. Và đây là mắm ruốc của Huế, thì nó sẽ không quá mặn, không quá khá lạc, nhưng mà có cái nồng nàn của mùi mắm ruốc của Huế. Đây là những cái đồ dùng để cho làm ra được món mắm ruốc ba rọi xào sả, và chỉ có thêm là chút xíu đường cũng như chút xíu cái bột nêm chay cũng vẫn được. Chúng thích nấu bột nêm chay nhiều hơn. Đó là đây là những cái đồ dùng để có thể chúng ta làm được cái mắm ruốc. Và khi Diễm pha thì Diễm pha đường bằng cái nước nước đường của nước đường phèn thì Diễm lại thích hơn. Đó là cái lý do mà tại sao mẹ của Diễm nấu được ăn rất là ngon, mà mẹ lại công phu, mẹ phải làm cái đường này và nấu ra thì nó sẽ tốt hơn. Thay vì những cái đường kia nó có làm cho lọc kỹ và tẩy kỹ nhiều thì nó sẽ có những cái chất không tốt trong đó, thì cái tẩy trắng nhiều thì nó sẽ có những cái chất khác để tẩy nó đi. Nên là tại sao hồi nhỏ Diễm nghĩ là sao mẹ lại nấu cực khổ quá và phải nấu ra rồi lấy đường bỏ vô hũ. Nhưng khi quý vị nấu rồi thì cái vị thanh ngọt của cái đường đường phèn như vậy á, nó sẽ ngon hơn và nó sẽ chút. Mọi người làm một việc hết.
chị Diễm một tay làm việc, một vừa tay quay nữa nè. Tái như nước trong cái tháp qua rồi hay nước sinh của mình, rồi khi mà mình rửa trong nước kia mình ngâm, mình rửa mình cả sát muối rồi đó, thì cái da cái màu nó biến màu, nó làm cái mình tái tái mát mát cái đó, thì đây là cái tụng phần tụng hồng của nó, tụng để cho nó teo cái ta gọi là tan đi cái mỡ, cái gì nhá, tan cái mỡ và sắc lại cái ta gọi cái da. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, KDHL trong cái tên giả tương tư, cái món mắm ruốc kho ba rọi xào xả với lại ba rọi đã gần như hoàn tất. Thì kê xong cái đó thì quý vị cho nó sắc, nó săn lại cái ba rọi thêm chút nữa, cũng như nó quyện đều với nhau, cho nên có cái ớt be, ớt mẻ anh em bỏ vô và thêm ớt hành lá nữa để cho nó có thể được hoàn thành. Thì cái được cục thu bởi sếp thị nhà mình đã nếm thử và nói là ngon rồi, đó là sếp thị. Cơm trắng với trời lạnh này thì còn gì còn nữa. Và món đây là đã đổ đất hàng rồi, bây giờ mình đổ tắt lửa. Thì đây đã nó đủ vàng, đủ sắc, đủ đậm đà. Cho nên nếu mình chạm thì nó đã đủ sắc rồi. Thì sẽ nó đủ cả, thì nó có đủ vàng của nó, có đủ sắc của nó, có đủ cay của nó, đủ mặn của nó, có đủ ngọt của nó. Và nhìn từng chút nó chuyển ra không quý vị. Thì approve cho cái món bánh rốt ra sầu con rội xả rồi phải không? Quá tuyệt vời. Đây là cái hôm nay tươi được trộn cho nó có tỏi rồi cho nó thơm cái mùi nước để ăn với cái mặt cá được có mùi cho nó săn chắc cái thân cá, cái thân thịt cá được một sơ nhẹ ra bung nước rồi mình lấy ra để thi cơm chua được xong thì mình bỏ vào và có thể săn chắc cái thân cá cũng như không được bỏ hết bể ra. Vừa hoàn tất xong đó là cái nồi súp sushi seaweed của Hàn Quốc và sườn non cũng như cà rốt để quyện đều cái bổ của cà rốt, cái ngọt của cái mát. Sếp thị nhà ta đang múc cái chén seaweed súp sườn non với cà rốt cho mọi người và dưa leo để có thể ăn chung với lại ba rọi xào xả với lại ba rọi với lại bánh ruốc. Đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ bao. Cũng là mẹ điểm sự nghiệp của tôi chẳng hạn. Anh đừng có như tôi. Anh sống quanh tâm. Chút xì hơn, nó thơm hơn với vật liệu mình làm tại nhà. Nó chỉ cần biết mình coi thì mình có thể vật liệu mạnh lên để cho nó soi vùng lên được không? Từ cái nước mắm cho tới cái đường phèn của vị được thấm vào nãy thì có thể dùng cho được mọi thứ luôn để cho nó săn chắc lại. Và đây là cái cơm cháy được làm trên bếp để chuẩn bị có cái cơm cháy theo thể yêu cầu của sếp Hải và sếp Thị nhà ta. Đây là sườn non để mà có thể có thêm một món trong bữa cơm, ăn cái gì ăn cái đó không có bị ngán.
rim cho nó sắc lại. Và đây là có nước màu và có tỏi. Và xào cái sừng thì cân thích thích thường lại gần để rửa rửa heo và cho nó sắc vàng cho lại, rồi các bạn nên nếm thử mình muốn để có thêm một món không thích thích. Vâng quý vị ơi, đây là món cơm cháy nè. Cái bàn tay khéo léo của anh Thị chỉ cần lập sẵn cơm cháy, rồi mỡ hành cũng làm sẵn luôn. Bàn tay khéo léo thì chỉ cần chép mỡ hành lên nó ra bụng đẹp hơn. Bàn tay khéo để ăn mà thôi. Người khác làm là có. Người khác làm rồi. Đó, bàn tay khéo léo nè. Cái miệng khéo léo. Không phải anh Thị, cái miệng khéo léo chứ không phải bàn tay khéo léo không có làm đâu. Miệng chúng chiến của Hải Lê. Với hàm răng mà cắn giòn giòn, vượt trên tay không trở hiểm nữa. Nó vừa giòn mà nó vừa mặn, nó có xả ớt, nó thịt nha. Ăn cái này cơm mình nấu bằng nước alkaline, nước thịt, nước cá đâu bằng nước alkaline hết. Ăn cái này thì nó thiệt cái ngon thì không nói gì, nhưng mà mình cảm thấy là nó tuyệt vời theo cái ý muốn của mình. An toàn nữa, an toàn nữa.